môn toán lớp 12 bài 3 logarit Cho một cơ số a mũ alpha, ví dụ 2 mũ 3, kết quả của nó sẽ bằng b. Chúng ta có phương trình hàm số mũ a mũ alpha bằng b. Trong ví dụ này, 2 mũ 3 bằng 8. Nếu chúng ta biết alpha và a, muốn tính b thì đó là bài toán về lũy thừa. Nếu chúng ta biết alpha và b, muốn tính a thì đó là bài toán về tìm căn. Tuy nhiên nếu chúng ta biết a và b, muốn tính alpha thì đó là bài toán lấy logarit của một số, thường được viết dưới dạng logarit cơ số a của số b bằng alpha. Nhìn vào, bạn có thể thấy hơi phức tạp, vì vậy hãy xem xét ví dụ sau. Nếu chúng ta muốn biết giá trị logarit cơ số 2 của 8 là bao nhiêu, chúng ta có thể đặt câu hỏi như sau: 2 mũ bao nhiêu bằng 8? Chúng ta nhẩm tay thử nào. 2, 4 Vậy nên, logarit cơ số 2 của 8 là 3. Từ đó chúng ta có thể suy ra một số tính chất cơ bản như sau. Tính chất của logarit cơ số a với số 1. Để làm điều này, chúng ta có thể chuyển nó thành một bài toán lũy thừa. a mũ bao nhiêu bằng 1? Chuyển về dạng lũy thừa sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc xác định câu trả lời và ở đây, câu trả lời sẽ là 0. Tương tự, logarit cơ số a của a luôn bằng 1. Tính chất thứ ba giải thích rằng nếu chúng ta tính logarit cơ số A của A lũy thừa alpha, giả sử kết quả là x, khi đó chúng ta có thể chuyển bài toán thành một bài toán lũy thừa A mũ x bằng A mũ alpha. Rõ ràng, x phải bằng alpha. Vậy, logarit cơ số A của A mũ alpha sẽ bằng alpha. Tính chất thứ tư cho biết rằng A mũ logarit cơ số A của B bằng B chuyển bài toán thành dạng lũy thừa. Ta có a mũ x bằng b, do đó, việc tìm giá trị của x chính là việc tính logarit cơ số a của b. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy tắc quan trọng của logarit. Bạn có thể nghĩ về chúng như các quy tắc trong phép toán lũy thừa để giúp cho bạn nhớ dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng rằng có một người anh học cách người em hai lớp. Quy tắc thứ nhất, chúng ta có logarit cơ số a của b1 nhân b2 bằng logarit cơ số a của B1 cộng logarit cơ số a của B2. Đây giống như người anh học phép nhân và người em học phép cộng. Quy tắc thứ hai, logarit cơ số a của B1 chia B2 bằng logarit cơ số a của B1 trừ logarit cơ số a của B2. Người anh học phép chia và người em học phép trừ. Quy tắc thứ ba, logarit cơ số a của B mũ alpha bằng alpha nhân logarit cơ số a của B người anh học phép mũ và người em học phép nhân. Những quy tắc này sẽ giúp cho bạn dễ dàng làm việc với các bài toán logarit phức tạp hơn. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ khám phá cách tính logarit thông qua phép biến đổi cơ số. Chúng ta biết rằng logarit cơ số 2 của 16 bằng 4 vì 2 mũ 4 bằng 16. Giả sử bạn không tính ra được nó hoặc khi biểu thức logarit rất phức tạp thì đó là lúc phép biến đổi cơ số trở nên hữu ích. Phép biến đổi cơ số cho phép chúng ta chuyển logarit cơ số a của b thành logarit cơ số c của b trên logarit cơ số c của a. Ở đây, c là một số bất kỳ lớn hơn 0 và khác 1. Quay trở lại ví dụ trên, để tính được logarit cơ số 2 của 16, bạn có thể chuyển nó thành logarit cơ số 10 của 16 trên logarit cơ số 10 của 2. Máy tính có thể tính toán được giá trị này. Đây là cách mà bạn có thể tận dụng phép biến đổi cơ số để tìm giá trị logarithm một cách dễ dàng hơn có một tính chất nhỏ khác mà bạn có thể suy ra từ công thức này nếu chúng ta chia tử số và một số cho logarithm cơ số c của b thì chúng ta sẽ được như sau hãy nhìn vào mẫu số nếu áp dụng phép biến đổi cơ số nó sẽ bằng logarithm cơ số b của a chúng ta sẽ có logarithm cơ số a của b sẽ bằng 1 trên logarithm cơ số b của a Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.